cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con ngẩng đầu lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với Mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Thưa quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia. Kính thưa quý vị, như thường lệ, chương trình của chúng tôi gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Hoa cho người chết, qua phần trình bày của Hà Vân, Nam Anh, Kevin Phạm và Thanh Tâm. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Hoa cho người chết. Trước cổng một nghĩa trang nọ, người ta thấy có một chiếc xe Rolls Royce sang trọng dừng lại. Người tài xế tiến lại người giữ cổng và nói: xin anh giúp một tay cho người đàn bà này xuống xe, vì bà ta yếu quá, không đi được nữa. Vừa ra khỏi xe, người đàn bà tự giới thiệu và nói với người giữ cổng nghĩa trang: từ 2 năm qua, mỗi tuần, tôi là người đã gửi cho anh $5 để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi. Nhưng nay các bác sĩ bảo rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi đến đây để chào từ biệt và cảm ơn anh đã mua hoa giùm tôi. Thế nhưng, người đàn bà không ngờ rằng người giữ cổng nghĩa trang trả lời như sau: thưa bà, tôi lấy làm tiếc rằng bà đã làm công việc ấy. Người đàn bà cảm thấy như bị ai đó vả vào mặt, nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh hỏi lại người thanh niên: tại sao lại lấy làm tiếc về cử chỉ đẹp như thế? Người thanh niên giải thích: thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người chết như con trai bà chẳng bao giờ còn thấy được một cánh hoa nào nữa. Bị chạm tự ái, người đàn bà liền cao giọng: anh có biết là anh đã làm tổn thương tôi không? Người thanh niên bình tĩnh trả lời: thưa bà, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói với bà rằng có rất nhiều người đang cần đến những cánh hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những người già lão, các bệnh nhân trong viện dưỡng lão, các bệnh viện. Chính họ mới là những người đang cần đến những cánh hoa của chúng ta. Họ có thể nhìn thấy và ngửi được cánh hoa ấy. Nghe thế, người đàn bà ngồi bất động trên chiếc xe sang trọng một lúc, rồi ra hiệu cho tài xế mở máy. Vài tháng sau, người đàn bà trở lại nghĩa trang, nhưng lần này không cần ai giúp đỡ. Bà tự động bước xuống xe với một dáng vẻ vui tươi, nhanh nhẹn hơn, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, một nụ cười rạng rỡ, bà nói với người thanh niên giữ cổng: chú đã có lý. Tôi mang hoa đến cho những người già lão,
bệnh tật. Quả thật điều đó đã làm cho họ được hạnh phúc. Nhưng người thật sự hạnh phúc chính là tôi. Các bác sĩ không biết được bí quyết làm tôi khỏe mạnh lại. Nhưng tôi đã khám phá ra cái bí quyết ấy. Tôi đã tìm ra lẽ sống. Suy gẫm. Kính thưa quý vị, khi nghe qua câu chuyện, có lẽ mỗi người trong chúng ta có những cảm nghĩ khác nhau. Có người sẽ cho rằng, chuyện người đàn bà kia bỏ tiền mua hoa, cắm trên nấm mộ người con trai của bà là chuyện bình thường, vì nhiều người cũng đã làm vậy. Hơn nữa, hành động của bà chỉ là để bày tỏ tình thương đối với con bà. Vậy thì tại sao người bảo vệ nghĩa trang lại cho rằng việc làm của bà thật đáng tiếc, bởi ông biết rằng con của bà sẽ không bao giờ nhìn thấy những đóa hoa ấy. Hơn nữa, đâu phải hễ việc gì có nhiều người tham gia thì luôn luôn đúng. Quý vị có đồng ý với tôi không? Và có lẽ quý vị và tôi, dù không nói ra, nhưng chắc hẳn từ trong sâu thẳm của tấm lòng chúng ta cũng tin rằng người chết rồi thì không thể nào hưởng được bất cứ thứ gì thuộc về trần gian này như người còn sống. Chính vì thế mà ông bà ta có câu: sống thì con chẳng cho ăn, chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi. Hay là trâu dê chết để tế ruồi, sao bằng lúc sống ngọt bùi lạ hơn. Có lẽ vì vậy mà người chăm sóc nghĩa trang cho rằng việc làm của người đàn bà kia là đáng tiếc. Đáng tiếc vì nó chẳng giúp ích gì cho ai cả, ngay cả con của bà. Rồi ông kiến nghị phải chi bà dùng số tiền đó, số hoa đó để giúp đỡ và nâng đỡ tinh thần những người nghèo nàn, khốn khổ, những người đang sống trong cảnh neo đơn, vân vân. Họ mới thật sự cần sự chăm sóc và an ủi của bà. Lời Chúa dạy, mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Điều này được chép trong sách Côrintô nhất chương 10 câu 23. Thưa quý vị, giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình. Đó cũng là khuôn vàng thước ngọc của Đức Chúa Trời tạo hóa. Bởi lời Chúa phán trong Kinh Thánh sách Công Vụ các sứ đồ chương 20 câu 35 như vậy: ban cho thì có phúc hơn là nhận lãnh. Ngạn ngữ của người Anh cũng nói một cách tương tự: điều tôi tiêu đi là tôi có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được. Người phụ nữ trong câu chuyện trên, khi nghe lời khuyên của người bảo vệ nghĩa trang, bà đã thay đổi các suy nghĩ và hành xử của mình, và bà đã tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của sự ban cho. Niềm hạnh phúc và vui thỏa đã đến bên bà. Hành động trao ban đó là lý luận của tình yêu. Tình yêu lớn lên theo mức độ của sự trao ban. Có biết yêu thương thì con người mới thực sự triển nở và tìm gặp lại chính mình. Có biết yêu thương thì con người mới biết vui sống và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Chúa Giê-xu phán trong sách Tin Lành Giăng chương 15 câu 13: chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, trong đó có tôi và bạn, Ngài vui lòng từ bỏ chốn thiên đàng vinh hiển đến thế gian ô trọc này để chết cho bạn và tôi, với ước muốn bạn và tôi được vui sống và hưởng phước đời đời trên thiên đàng. Chỉ cần chúng ta mở lòng mình, ăn năn những tội lỗi mình đã vi phạm và tin nhận công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì mọi phước hạnh Chúa sẽ ban cho bạn. Lời Chúa phán trong sách Roma chương 8 câu 32: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?
Chúng tôi ước mong bạn hãy mở lòng để đón nhận món quà mà Đức Chúa Trời ban cho bạn. Đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để bạn kinh nghiệm được niềm vui thỏa và sự bình an trong tâm hồn. Từ đó, bạn sẽ mang tình yêu của Ngài trao tặng đến những người xung quanh bạn. Amen. Kính thưa quý thính giả của chương trình Phát thanh Tin lành, trong đề mục phỏng vấn và giải đáp niềm tin hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe lời giải đáp của mục sư Trần Thái Sơn qua một câu hỏi của một vị thính giả gửi đến cho chúng tôi trong tuần qua. Câu hỏi có nội dung như sau. Thưa quý ông, tôi biết được rằng con người khi chết thì phần hồn lìa khỏi xác, nhưng tôi không hiểu rõ được mối liên hệ giữa phần hồn và phần xác phải được hiểu như thế nào, và Kinh Thánh có đề cập gì đến vấn đề này hay không. Điều thứ hai là trong Kinh Thánh có nhiều chỗ ghi rằng Chúa Giê-xu đã nhiều lần cứu những người đã chết sống lại. Việc này giải thích làm sao khi hồn của người đó đã lìa khỏi xác của họ rồi. Giờ đây chúng tôi kính xin quý vị lắng nghe lời giải đáp của mục sư Trần Thái Sơn, và chúng tôi cũng kính xin mục sư dùng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời để làm sáng tỏ câu hỏi mà chúng tôi vừa nêu lên. Xin trân trọng kính mời mục sư. Cảm ơn Chúa cho chúng tôi nhận được một câu hỏi rất đặc biệt. Vì nhờ câu hỏi này, quý vị thính giả có thể nhận ra Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời hoàn toàn thực tế và rất cần cho đời sống con người chúng ta. Điều phải nói nữa là ngoài Kinh Thánh, chúng ta không thể tìm đâu câu trả lời hợp tình hợp lý hơn cho những ưu tư trong đời sống của chúng ta. Qua câu hỏi của bạn thính giả, điều đầu tiên mà chúng ta cần nói đến là phần hồn và phần xác của loài người từ đâu mà có. Nói chung, ngoài Kinh Thánh có ba giả thiết về nguồn gốc con người. Giả thiết thứ nhất, các triết lý từ xưa đưa ra những lý đoán về nguồn gốc con người đầy vẻ thần thoại, hoặc phát xuất từ thần này, thần kia, hoặc một dạng ngẫu nhiên nào đó giống như chuyện thần thoại Tôn Ngộ Không mà sinh ra từ đá vậy. Chúng ta cũng nghe những chuyện cổ tích như là người già người lột da, rắn già rắn chết, bị đổi thành rắn già rắn lột da, người già người chết. Giả thiết thứ hai mang tính chất khoa học một chút là thuyết tiến hóa. Chủ trương con người từ loài dưỡng cao cấp tiến hóa thành. Thật sự ngày nay thuyết tiến hóa chỉ còn là một thuyết khoa học mang tính chất lịch sử để loài người nghiên cứu thêm tài liệu. Giả thiết thứ ba, trong quyển sách tựa đề Sứ giả tìm vũ trụ sự thật hay huyền thoại của một phóng viên Ba Lan ghi lại một giả thiết lý thú hơn. Giả thiết này cho rằng khoa học chỉ tìm được một nền văn minh của nhân loại cách đây từ 10 đến 12.000 năm, không hề tìm thấy một nền văn minh tiến hóa, chỉ thấy một nền văn minh đột biến, nghĩa là tự nhiên văn minh. Do đó, giả thiết này cho rằng cách đây khoảng 10 đến 12.000 năm, có một phi thuyền từ không gian do các sinh vật được gọi là người trời đáp xuống trái đất. Họ tìm thấy các loài sinh vật trên trái đất có một giống vựa người có trình độ khôn ngoan hơn, nên những người trời đã đem những vựa người này cách ly ra và dùng phương pháp cấy gen của người trời vào vựa người, làm tăng tốc tiến hóa cho vựa thành người. Thật là một giả thiết lý thú biết dựa vào môn di truyền học. Dù vậy, giả thiết vẫn phải mượn của Đức Chúa Trời tạo hóa để tạo ra một dạng người trời, và những sản phẩm có sẵn của đấng tạo hóa là các sinh vật, trong đó có giống vựa người. Tuy nhiên, cả ba giả thiết đều chỉ là giả thiết, không giải thích được nguồn gốc phần hồn và phần xác của con người, không giải thích được tại sao con người là quý hơn muôn vật. Riêng cá nhân tôi rất hãnh diện làm người Việt Nam, vì người Việt Nam chúng ta từ xa xưa đã nhận biết nguồn gốc con người là từ một đấng tạo hóa được xưng gọi là ông trời, qua những câu nói bình dân như là trời sinh trời dưỡng, hoặc là con chim nó hót trên cành, trời mà không có, có mình làm sao? Con chim nó hót trên cao, trời mà không có, làm sao có mình? Sự nhận biết này hoàn toàn thích hợp với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh.
Chúa dạy gì qua Kinh Thánh về nguồn gốc, phần hồn, phần xác con người? Kinh Thánh dạy rằng khi Đức Chúa Trời tạo hóa dựng nên muôn vật từ vũ trụ đến các loài vật trên trái đất, Chúa chỉ cần phán thì có. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo hóa dựng nên con người thì Ngài không phải phán thì có. Kinh Thánh ghi rõ ràng từng chi tiết công cuộc sáng tạo con người của Đức Chúa Trời như sau. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người. Đó chưa phải là con người, đó là cái hình người, cái tượng người. Kinh Thánh còn ghi tiếp. Đức Chúa Trời còn hà sinh khí, thổi hơi sống của Chúa vào lỗ mũi tượng người, thì người đó trở nên một loài sanh linh. Như vậy, Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời dựng nên con người gồm hai phần. Phần hữu hình là thân xác của con người từ bụi đất mà Chúa nắng nên, và phần vô hình là hơi sống và sự sống từ Chúa ban cho. Trong phần vô hình gồm hai yếu tố, một là phần linh, là phần tiếp xúc với Đức Chúa Trời, hai là phần hồn liên quan đến sự sống của thân xác. Khi tổ phụ loài người chúng ta phạm tội từ chối đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, thì loài người chúng ta đã bị chết cái phần linh, tức là tội lỗi đã làm phân cách cái điểm tiếp xúc của loài người với Đức Chúa Trời. Giống như lớp bụi hay là rỉ sét đã làm cho cái công tắc điện không tiếp xúc được với dòng điện. Từ đó loài người không còn là con Đức Chúa Trời. Loài người trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời. Nói thì Kinh Thánh, thì con người đã trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời tạo hóa. Rồi khi con người bước vào cái chết thể xác, tức là phân rẽ giữa thể xác với phần hồn, nếu con người không ăn năn tội với Chúa, không chịu tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình để được tha tội, thì người đó sẽ chết đời đời, tức là đời đời phân rẽ khỏi sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời, mà người đó phải bị quăng vào địa ngục chịu hình phạt đời đời. Ngược lại, nếu một người bằng lòng ăn năn tội của mình, tin nơi công lao sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu trên cây thập tự và sự sống lại của Chúa Giêsu cho chính mình, nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình để tội được tha, giống như là những lớp bụi dơ rỉ sét đã được chùi sạch, tẩy sạch, cái công tắc điện đã được tiếp xúc với dòng điện, thì phần linh sẽ được nối lại, người đó được liên lạc với Đức Chúa Trời như người con quay về với cha mình vậy. Kinh Thánh gọi đó là con người chúng ta được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời. Khi qua đời, người tin Chúa Giêsu Christ lại được hưởng sự sống đời đời trong vinh hiển của Chúa nữa. Nói tóm lại, Kinh Thánh cho chúng ta biết phần xác và phần hồn của loài người đều là bởi Đức Chúa Trời dựng nên. Nhưng do tổ phụ loài người chúng ta là Adam và Eva không vâng lời Chúa, nên sự chết đã vào trong khắp thế giới. Chết tâm linh, chết thể xác và chết đời đời. Cảm ơn Chúa là dù chết tâm linh, nhưng đang khi chưa chết thể xác, con người chúng ta có thể được nối lại phần linh đó, thoát khỏi sự chết đời đời nơi địa ngục, mà được hưởng sự sống đời đời vinh hiển với Chúa bằng cách ăn năn tội của mình với Đức Chúa Trời, tin nhận công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu trên cây thập tự cho chính mình. Trong câu hỏi của bạn thính giả, điều thứ hai là việc Chúa Giêsu cứu người đã chết sống lại được giải thích ra sao? Như chúng ta đã nghe, Kinh Thánh định nghĩa chết thể xác là sự phân rẽ phần hồn và phần xác. Kinh Thánh được gọi người chết là người ngủ, mà ngủ là một động thái nghỉ ngơi thân thể, đã ngủ thì sẽ thức dậy. Trong thời gian thi hành chức vụ trên đất, nhiều lần Chúa Giêsu đã làm phép lạ, kêu người chết sống lại. Như Chúa Giêsu đã kêu con gái của một người tên là Giêru sống lại. Chúa Giêsu đã kêu người trai trẻ thành Đa-in sống lại. Đặc biệt là Chúa Giêsu đã kêu một người bạn của Ngài tên là La-sa-rơ, người ấy đã chết rồi 4 ngày, có mùi hôi rồi, được sống lại. Qua việc Chúa Giêsu cứu người đã chết sống lại, có mấy điểm quan trọng mà Kinh Thánh muốn chúng ta biết. Một, Chúa Giêsu không bao giờ làm phép lạ với mục đích biểu diễn, mà Chúa chỉ làm phép lạ để cứu giúp những hoàn cảnh có cần, và hoàn toàn là vì lòng Chúa yêu thương, không vì một lý do nào khác.
Thí dụ, Kinh Thánh cho biết khi Chúa Giê-xu thấy hoàn cảnh mẹ già khóc con là người thanh niên thành Nain đã chết thì Ngài động lòng thương xót. Thứ hai, đối với Chúa sự chết là một giấc ngủ, một sự phân rẽ giữa hồn và thể xác. Cho nên khi Chúa Giê-xu cứu người đã chết sống lại, Kinh Thánh dùng từ ngữ là thần linh bèn hoàn lại. Động từ hoàn lại hay trở lại nghĩa là đã có một sự ra đi, một sự tách rời, bây giờ trở lại. 3. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời tạo hóa. Ngài cứu người đã chết sống lại một cách đơn giản. Ngài chỉ phán một lời như kêu một người đang ngủ thức dậy. Không có gì huyền bí hoặc ồn ào. Không có một chút nào khó khăn cả. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là sống lại để làm gì? Rất vui vì bạn thính giả đã viết câu hỏi gián tiếp nhìn nhận quyền năng tối thượng của Chúa Giê-xu. Quyền năng trên cả sự chết và sự sống lại của nhân loại. Kinh Thánh cho chúng ta biết khi Chúa Giê-xu trở lại thế giới này lần thứ hai nơi không trung, Ngài sẽ khiến những người tin Chúa đã chết rồi, họ sẽ được sống lại và được cất lên nơi không trung gặp Chúa để ở cùng Chúa luôn luôn. Đó là một lẽ đạo quan trọng hơn. Lẽ đạo về sự sống lại của những người đã chết trong tương lai dù họ tin hay là không tin Chúa Giê-xu. Những người tin Chúa Giê-xu được sống lại thì đã được Chúa ban thưởng cho những công việc họ đã làm trong những ngày họ sống trên đất trước khi Chúa đến lần thứ hai. Đặc biệt là họ sẽ được hưởng sự sống đời đời vinh hiển. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết khi Chúa Giê-xu trở lại thế giới này lần thứ hai, tỏ tường tại núi Olive nước Israel, cùng với muôn vàng thiên binh thiên sứ và các thánh đồ, để giải cứu dân thánh và thành thánh. Ngài sẽ lập nước ngàn năm bình an, Chúa Giê-xu sẽ phạt quỷ Sa-tăng và những kẻ theo nó quăng vào hồ lửa đời đời, khiến chúng phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm. Thì Chúa sẽ khiến tất cả mọi người đã chết từ lúc sáng thế và những người tin Chúa chết trong nước ngàn năm bình an đến nay đều sẽ sống lại. Chúng ta hãy nghe Kinh Thánh nói về sự kiện quan trọng này. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa và các sách thì mở ra, cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chưa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Như vậy, người tin Chúa Giê-xu là những người có tên trong sách sự sống. Họ được sống lại để được Chúa ban thưởng sự sống đời đời vinh hiển. Còn những người không tin Chúa Giê-xu là những người không có tên trong sách sự sống, cũng sẽ sống lại để bị Chúa xét đoán và bị hình phạt đời đời. Nó hồ lửa có diêm cháy bừng bừng. Điều quan trọng là chúng ta không biết lúc nào xảy ra việc phân rẽ phần hồn và phần xác của mỗi chúng ta. Như người xưa nói, sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Sinh ra thì Ngài sinh chúng ta có thể biết, nhưng mà Ngài chết thì không ai trong chúng ta biết là chúng ta chết khi nào. Chúng ta cũng không biết ngày giờ nào Chúa Giê-xu trở lại thế giới này lần thứ hai, nên cần phải có sự chuẩn bị trước. Kinh Thánh phán, người khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người. Kinh Thánh cũng phán, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Hiện tại của số phận con người xác định quá khứ loài người, chúng ta đã chết phần linh, tức là chết cái phần tiếp xúc với Đức Chúa Trời tạo hóa. Con người chúng ta cũng đã xác định tương lai của loài người sau khi chết thể xác là sẽ bị đoán xét, bị quăng vào hồ lửa đời đời chịu hình phạt. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời tạo hóa yêu thương đã ban cho chúng ta cơ hội đang lúc chờ đợi sự chết thể xác xảy đến. Và đang lúc chờ đợi Chúa Giê-xu Christ trở lại lần thứ hai, con người của chúng ta có thể quyết định nối lại phần linh với Đức Chúa Trời để từ đó được chuyển hướng tương lai. Thay vì bị quăng vào địa ngục, con người được hưởng sự sống đời đời với Chúa bằng cách ăn năn tội của mình, quyết định nhận lấy công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu trên cây thập tự cho chính mình. Xin Chúa Giê-xu Christ làm chủ đời sống mình. Hầu cho mọi tội lỗi với Chúa được tha thứ,
được làm con của Đức Chúa Trời tức thì, không bị phán xét mà được sự sống đời đời. Bạn thính giả, hãy mau lẹ nhận lấy điều kiện này là ăn năn tội của mình và tin nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Giêsu Christ cho mình. Hồi cho khi Chúa Giêsu trở lại thế giới này, bạn cũng như chúng tôi sẽ được sự sống lại hưởng phước vinh hiển đời đời của Chúa. Muốn thật hết lòng. Hãy trở về, về với Chúa là Cha. Hãy trở về những ngày tháng đi xa. Hãy trở về tình người luôn thứ tha. Vòng tay người thật chan chứa bao la. Bước nhanh chân trở về, về với Chúa tình thương. Đến những cánh đau thương chăn trở những đêm trường. Hãy quay gót trở về giữa tiếng hát hoan ca, trong tiếng đàn ngân xa vọng tới Chúa là Cha. Bước trở về, về với Chúa tình thương. Bước trở về để nhẹ hết tơ vương. Bước trở về tình người luôn xót thương. Tình yêu người là điệp khúc yêu thương. Bước nhanh chân trở về, về với Chúa tình thương. Để nhẹ gánh đau thương chăn trở những đêm trường. Trở về giữa tiếng hát hoan ca, trong tiếng đàn ngân xa vọng tới Chúa là Cha. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Nếu quý vị muốn có CD hay thẻ nhớ của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Tin lành đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mong. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con vui cao.